Xin mến chào quý vị và các bạn. Hiện nay tôi đang đi trên con phố Đặng Thái Mai của quận Tây Hồ, trên đường vào phủ Tây Hồ. Chiều hôm nay là một buổi chiều ngày thường, cũng đã qua rằm tháng Giêng Giáp Thìn 2024 được vài ngày rồi. Tôi muốn gửi đến các bạn một số hình ảnh về phủ Tây Hồ để các bạn cùng xem không khí của phủ Tây Hồ trong một buổi chiều ngày thường như thế nào nhé. Để vào đây viết sớ này. Đây, dọc cái đường phố Đặng Thái Mai và phủ Tây Hồ rất nhiều các nhà hàng bán đồ lễ, rồi có các cụ viết sớ này, để cho mọi người có nhu cầu vào lễ chùa, lễ đền. Đây, tôi đang đi tìm đây. Đây, vào cụ này viết đi. Đây em ơi, vào đây này. Cho con viết sớ với. Vâng ạ. Con 12 bác này. Vâng, chào ông. Bác đang đi, bác đang chụp ảnh nên không dám hỏi. Không, con quay một số hình ảnh cho mọi người xem cái phủ Tây Hồ này. 12 bác, 10 bác đây này, 10 cô. Đây, vào đây. Rằm tháng Giêng ngày hôm nay nó không đông mà hôm rằm nhỉ? À, không, cụ nhỉ? Rằm hôm qua đông thôi, chứ hôm nay thì hôm nay mới là 16 biết rồi. Vâng. Bác cho đọc tên nhé, tên cả gia đình, tên là Cờ. Vâng. Đấy, đây là cổng vào nè, phủ Tây Hồ. Quý vị và các bạn cũng như tôi, khi đến với phủ Tây Hồ thì chúng ta đến đây để lễ cầu bình an, cầu sức khỏe, cầu cho mọi sự may mắn, cầu cho hạnh phúc của một năm mà mọi người đều mong muốn. Quý vị và các bạn sẽ đi cùng với tôi vào phía trong của phủ Tây Hồ. Hai bên đường này họ bán rất nhiều các mặt hàng, vừa là ẩm thực, vừa là đồ lễ, để khách đến đây lựa chọn. Đây, phía bên này là Hồ Tây này. Cảnh rất đẹp vào một buổi chiều. Phía bên kia là trong phủ Tây Hồ. Để họ bán rất nhiều các đồ lễ hoa này, bình đúc này. Còn đây là khu vực sắp lễ để vào trong phủ Tây Hồ. Đây, mỗi một gia đình, mỗi một người có thể là sắp lễ khác nhau. Ừ.
Đây nha mày nha. Quý vị và các bạn sẽ cùng theo chân tôi đi vào bên trong của phủ Tây Hồ. Mặc dù hôm nay là ngày thường nhưng mà cũng rất là đông các du khách đến đây để dâng lễ trong phủ. Nếu quý vị và các bạn là người quan tâm đến tâm linh, đặc biệt là tín ngưỡng thờ mẫu thì không nên bỏ qua phủ Tây Hồ. Đây là một ngôi đền linh thiêng bậc nhất tại đất Kinh Kỳ. Đây là một trong những điểm đến linh thiêng nổi tiếng tại Hà Nội, còn lưu truyền tín ngưỡng thờ mẫu, sở hữu vị trí đắc địa cùng lối kiến trúc nổi bật. Phủ Tây Hồ đã trở thành điểm đến tham quan không chỉ thu hút du khách trong nước mà còn cả các du khách nước ngoài ghé thăm mỗi khi đến du lịch tại Hà Nội. Phủ Tây Hồ là chốn linh thiêng còn lưu giữ rất nhiều giá trị văn hóa tâm linh của thủ đô Hà Nội. Đây không chỉ là nơi người dân thường xuyên lui tới để cầu bình an, cầu hạnh phúc, cầu sức khỏe, may mắn, mà còn là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng, biểu tượng của Hà Nội. Đến với Phủ Tây Hồ, thì Phủ Tây Hồ nằm cách trung tâm của thành phố Hà Nội 14 km về phía Tây và mất khoảng 30 phút di chuyển. Ngay bên ngoài cổng phủ còn có bãi gửi xe máy, gửi xe ô tô với giá cả theo quy định của thành phố. Tùy vào điểm xuất phát của các bạn thì có những cung đường khác nhau để di chuyển đến Phủ Tây Hồ. Du khách có thể tham khảo trên ứng dụng Google Maps để biết được trên con đường dẫn vào Phủ Tây Hồ để chúng ta dễ dàng có thể đi đến đây. Phủ Tây Hồ là nơi mọi người đến lễ đông nhất là vào các ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng. Và ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch là ngày dỗ mẫu Liễu Hạnh. Người dân sẽ tổ chức lễ rước kiệu các mẫu từ Phủ Tây Hồ qua đường Yên Phụ, Hồ Ngư, sau đó lại ngược lại đường Quán Thánh đến đền Nghĩa Lập tại số 32 phố Hàng Đậu, lấy mã rồi quay lại. Và ngày mùng 6, ngày mùng 7 tháng 3 âm lịch tại phủ tổ chức các cuộc thi văn nghệ, hát chầu văn ở chùa Phổ Linh thuộc thôn Tây Hồ, thu hút rất nhiều người tham dự. Tại phủ Tây Hồ, họ thường mở cửa từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối vào những ngày lễ, ngày rằm. Phủ Tây Hồ sẽ đóng cửa muộn hơn vì rất đông người tới dâng hương tại phủ, đặc biệt là vào ngày 13 tháng 8 và ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, ngày lễ bà Chúa Liễu Hạnh. Cũng bởi vẻ đẹp độc đáo và nguồn gốc linh thiêng đó, phủ Tây Hồ ngày càng nổi tiếng và trở thành điểm đến thường xuyên của người dân Hà Thành. Phủ Tây Hồ mang trong mình những giá trị văn hóa tâm linh, lịch sử to lớn. Và vào ngày 13 tháng 2 năm 1996, theo tôi biết thì phủ Tây Hồ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Phủ Tây Hồ là một ngôi đền thờ công chúa Liễu Hạnh nằm tại thủ đô Hà Nội. Và theo truyền thuyết thì phủ Tây Hồ được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 17 hoặc muộn hơn. Phủ Tây Hồ tọa lạc tại bán đảo lớn của làng Nghi Tàm và nhô ra giữa Hồ Tây ở số 52 phố Đặng Thái Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Khi nhắc đến những nơi chốn linh thiêng tại Hà Nội, chúng ta không thể không nhắc đến Phủ Tây Hồ. Nơi đây không chỉ thu hút du khách vào những ngày lễ chính của phủ mà còn vào mỗi dịp đầu xuân năm mới. Ở Phủ Tây Hồ
là một quần thể bao gồm có phủ chính, điện Sơn Trang, lầu Cô, lầu Cậu với cách bố trí từ trong ra ngoài. Còn đây là phủ chính thì sở hữu kiến trúc ba nếp. Ban thờ của phủ vì vậy cũng được phân chia thành ba lớp tương ứng với ba nếp của tam quan. Lớp thứ nhất là thờ Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh và Hội Đồng Các Quan. Lớp thứ hai là cung Tam Tòa. Ban thờ này không có tượng mà chỉ có ngai vàng. Ở đây không có ban thờ Tứ Phủ Chầu Bà. Lớp thứ ba là Tam Tòa Thánh Mẫu. Phủ Tây Hồ ở nơi đây là thờ Liễu Hạnh Công Chúa, một nhân vật trong truyền thuyết và cũng là một trong bốn vị thánh bất tử như Sơn Tinh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Liễu Hạnh. Và truyền thuyết rằng bà chúa là con gái thứ hai của Ngọc Hoàng bị đẩy xuống trần gian vì làm vỡ ly ngọc quý. Ở hạ giới sau khi đã chu du và khám phá nhiều nơi, bà đã bị thu hút bởi vẻ đẹp sơn thủy hữu tình của đảo Tây Hồ và quyết định dừng chân tại nơi đây. Trong suốt quãng thời gian ở đảo Tây Hồ, bà đã diệt trừ ma quái, trừng phạt tham quan và giúp người dân an cư lập nghiệp. Còn đây là điện Sơn Trang. Điện Sơn Trang là nơi thờ Thượng Ngàn Thánh Mẫu, vị mẫu đứng ngôi thứ hai trong Tam Tòa Thánh Mẫu, được đặt bên phải của phủ chính. Thượng Ngàn Thánh Mẫu tuy đã có mặt trong hệ Tam Tòa, nhưng ở đền thờ mẫu vẫn còn có ban thờ Chúa Sơn Trang riêng. Điện Sơn Trang là nơi du khách cần lễ sau khi đã hoàn thành lễ tại phủ chính. Còn đây là lầu Cô, lầu Cậu. Lầu Cô, lầu Cậu nằm ở bên ngoài và tọa lạc ở hai bên trái và phải của phủ chính. Đây là nơi thờ các cô, các cậu, những người cận hầu của các vị quan trong phủ. Sau khi lễ điện Sơn Trang, du khách sẽ tiếp tục lễ ở lầu Cô, lầu Cậu. Bây giờ tôi đi ra ngoài cổng của phủ Tây Hồ để kết thúc cái video chia sẻ với quý vị và các bạn biết được về phủ Tây Hồ. Phía bên tay phải của cổng vào phủ Tây Hồ có một cây đa rất cổ kính, lâu đời và rất đẹp. Tôi tiến lại gần và tôi sẽ đọc các cái thông tin ở trên cái biển ở dưới gốc cây đa. Họ ghi như sau: là cây di sản Việt Nam. Bên này có dòng chữ là cây đa đền Kim Ngưu, phủ Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Ở dưới có dòng chữ tiếng Anh: đây là gian hàng bán bánh đúc trên đường vào phủ Tây Hồ. Cô lấy bao nhiêu? Bánh đúc mấy loại hả chị? Đây có một loại này thôi ạ, cháu không đổ cái, cháu chỉ đổ. Đây là lạc luộc, lạc đỏ. À, bánh đúc lạc luộc à? Lấy mấy khay cô?
Đấy, lạc luộc cho cô, lạc đỏ. Cô lấy mấy khay? Dạ, 25.000 khay. 25.000 một khay. Bọc sẵn rồi. Còn nếu mà mua lẻ, mua riêng thì mình phải cân lại đúng không? Không cân, cháu cứ chia ra 1/4 này. À, tức là chia ra là 1/4 là một suất đấy. Vâng ạ. Là mình gói sẵn rồi. 30.000 một đôi. Có không ạ? Thôi cứ mua đi thôi. Mua đi mà thưởng thức xem đặc sản trong phủ Tây Hồ như thế nào. Không ai bán giá đấy đâu cô ạ. Đây có cả xôi nhỉ? Đây là xôi cốm ạ. Đây là xôi cốm. Còn đây là bánh su xê à? Vâng, bánh su xê, bánh khảo. Đây là bánh khảo. Ừ. Đây, cứ mời cô ăn thử. Thôi cứ mua đi. Không có ăn chấm thử đi. Ăn thử thế nào? Ăn ở đây cho cắt ra cháu. Vừa đâu cũng được mà. Nhà con bánh nóng đấy, vừa quấy xong đấy. Đang quạt để cho nó nguội đi để nó thành bánh. Và bây giờ tôi xin được kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem. Quý vị và các bạn hãy cho tôi một like, một lượt chia sẻ và không quên đăng ký kênh Tuấn Nguyễn Cuộc Sống Quanh Ta để đón xem các video mới nhất trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.